Dạ, xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Dạ, không biết rằng cô chú anh chị có khỏe không ạ? Hãy thì trong thời gian qua quý vị ơi, hãy cũng bận rất là nhiều việc. Trước lễ thì hãy cũng đưa hai anh em Hiếu Hiền về quận Nam Đà Nẵng của hãy chơi để mà tham quan du lịch rồi trải nghiệm với cuộc sống đó quý vị ha. Thì hãy cũng hẹn là sẽ ra lễ 30 tháng 4 một năm á, là hãy sẽ ra làm thủ tục để đưa cho cô Minh với lại cô lớn đi trung tâm hỗ trợ xã hội quý vị, mà hãy bận việc quá quý vị ơi. Hôm ra lễ xong á, là hãy phải đi lên Quảng Ngãi mất 3 ngày đó, xong rồi là hãy đi Sài Gòn, rồi hãy đi Phan Thiết, nên là hãy cũng chưa có ra được cái video nào quý vị do bận việc quá quý vị ơi. Hôm nay thì hãy mới đi về đây. Dạ, thì có rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình của Minh đó quý vị, cũng nhắn tin rồi hỏi thăm, rồi nói chung á là hỏi sao cô Minh đi được chưa, sao mà hãy đi đâu mà không có ra video. Dạ, thì hãy cũng mong cô chú anh chị thông cảm nha. Do là hãy đi công việc nó nhiều quý vị, nên là cũng không có thể nào mà ra video rồi cập nhật cho cô chú anh chị theo dõi được. Dạ, vừa rồi thì hãy cũng đi Sài Gòn Phan Thiết, dạ, để mà tham quan cái nhà máy mà Hector quý vị, nhà máy mà vợ Hải đang bán cái sản phẩm Hector đông trùng hạ thảo đó quý vị ơi. Cũng nhiều cô chú anh chị là hỏi không biết là cái sản phẩm của Hải vợ Hải bán là nó ở đâu, nó như thế nào. Mà vừa rồi bên công ty họ tổ chức một cái tour để mà các nhà bán hàng quý vị đi đến nó tham quan để tìm hiểu cái sản phẩm nó như thế nào đó. Rồi hãy đi để mà hãy cũng muốn là quay lại cái video đó quý vị ha, để cho cô chú anh chị biết rằng là nhà máy nó ở đâu này, quy trình sản xuất nó như thế nào này, cái sản phẩm đó có uy tín hay không. Dạ, thì hãy mất đến 5 ngày là đi đi tour đó. Dạ, thì nay hãy mới về đây để rồi hãy cùng chia sẻ về cái hoàn cảnh của gia đình của mình. Dạ, trong cái thời gian qua thì hãy cũng chia sẻ cái sản phẩm mà vợ hãy đang bán đó để cho cô chú anh chị biết tin tin tưởng, và rất là nhiều cô chú anh chị đã tin dùng. Thì hãy cũng muốn là giống như là cái người thật việc thật cái sản phẩm nó như thế nào để cho cô chú anh chị mình yên tâm mà sử dụng đó quý vị ha. Bởi vì trên thị trường bây giờ thì cái sản phẩm nó rất là nhiều và nó phai, nó giả đó quý vị, cũng rất là nhiều đó. Nên là hãy cũng muốn đến tận nhà máy để xem là quy trình sản xuất như thế nào này, họ làm việc có đảm bảo an toàn vệ sinh hay không, rồi nói chung là rất là nhiều cái vấn đề ha. Thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình của mình, đã gọi điện thoại hỏi Hải, nhắn tin Hải, mà thật sự đôi lúc là cô chú anh chị cũng thông cảm cho Hải ạ. Nhiều cô chú anh chị gọi hôm nay không được, ngày mai gọi tiếp, rồi cái nhắn tin mà thật sự là Hải cũng nhiều quá đó quý vị ơi. Đôi lúc là tin nhắn nó nhiều quá, gọi quá rồi Hải cũng không có thể nào mà Hải nghe hết được, rồi nhờ giúp hoàn cảnh này hoàn cảnh kia đó. Dạ, thì Hải cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm. Nhưng mà Hải cũng phải gần đây là Hải cũng lo về cái công việc, vấn đề về kinh doanh quý vị ơi, buôn bán rồi, nói chung là rất là nhiều thứ. Chứ còn thật sự quý vị rằng là làm YouTube quý vị, YouTube trong thời gian gần đây thì nó thật sự là nó bị bóp với tương tác đó quý vị, nó mất cái đề xuất rất là nhiều kênh YouTube đó, là thời của Hải làm đó, giờ nói chung bỏ rất là nhiều rồi, nói chung là bỏ rất là nhiều người bỏ rồi quý vị. Bởi vì bây giờ quý vị biết là mạng có rất là nhiều này, như TikTok này, Facebook này, nói chung là nó rất là mạnh quý vị. Rồi nhiều cô chú anh chị là quê lên đó xem, nhiều bạn qua đó xem, rồi là bên Facebook nó sẽ, YouTube nó sẽ ít người xem lại, rồi mất tương tác. Mà mình làm mà nếu mà không có được cái chi phí để mình đi đi chia sẻ đó quý vị, thì cũng rất là khó mà để duy trì. Nên là Hải cũng muốn là thêm về vấn đề kinh doanh, rồi làm thêm những cái thứ khác để mà có một cái nguồn thu nhập, để mình có kinh phí để mà mình đi lại đó quý vị ha. Dạ, thì nhiều cô chú anh chị hỏi Hải rằng là mấy bữa nay là Hiếu Hiền với lại để mà hỏi là cô lớn á với lại cô Minh á, mấy bữa nay có mang rác vô nhà không quý vị. Thì thật sự mấy bữa nay Hải không xem camera luôn. Thì Hải cũng vừa định là làm cái video này là Hải cũng có xem lại cái lịch sử đó quý vị. Ôi trời ơi, Hải thật sự Hải rầu luôn quý vị ơi. Mà Hải cũng có gọi cho cô nhỏ nói chú ơi con đuối quá rồi. Cứ con đi làm về xong rồi tối con gọi cho chú, thật sự là con sợ chú ở mình là sợ làm phiền mình đó quý vị ha. Dạ, nhỏ không sợ là làm phiền Hải đó, nên là nó con cũng bí quá là chắc con bỏ nhà con đi á. Ở quý vị, cô nhỏ nói rằng là sau khi mà lớn á,
Ở ngoài nhà Hải về chơi được mấy ngày đó là đầu óc nó bình thường, có nghĩa là 4 5 ngày á, là nói chung là tinh thần rất là tốt, không có đem rác, không đem gì vào nhà hết. Xong rồi là mấy ngày sau, nói chung là chứng nào tật nấy quý vị ơi, cũng đem rác vô nhà rồi chở rác vô nhà rồi xem lại mấy tin nhắn mà cô chú anh chị gửi Hải, mấy chị mà ở ngoài chợ, ở ngoài Lộc An, Lộc Điền gì đó, gửi vô cho Hải tin nhắn luôn, nói trời ơi cô lớn em ơi, nó đi xin tiền rồi nó đi nhặt ve chai rồi nó đi lấy đồ rồi cho. Thật sự là hãy hãy xem lại những cái tin nhắn của chú anh chị gửi cho Hải đó, bởi vì cái kênh của Hải thì chia sẻ ở ngoài mấy chợ ở Lộc An, ở ngoài Quế thì ai cũng biết luôn. Rồi hãy xem camera thì thấy cô lớn nó tha rác vô nhà, tôi thấy nản luôn quý vị ơi, không thể nào mình tưởng tượng được luôn á. Bởi vì thật sự quý vị ơi, Hải không thể nào mà Hải quản lý suốt được. Còn Hải còn công việc, còn gia đình nữa đó, thì lâu lâu Hải cũng muốn thăm chia sẻ rồi muốn giúp cho cô nhỏ, giúp cho gia đình của mình tốt được chừng nào mình hay chừng đó thôi. Nhưng mà cái tình hình này thì nói chung là chắc về rồi cũng 2 3 ngày sau Hải cũng ra làm cái thủ tục quý vị ơi, để giúp cho cô nhỏ nó tội nghiệp lắm, nó than vãn rồi nó em Hải sợ là nó ở thời gian nữa, bây giờ nó lớn rồi quý vị, nó có một cái suy nghĩ nó khác. Nên lại sợ nó bị trầm cảm, nó bị tâm thần luôn đó quý vị ơi. Bây giờ thầy Hải sẽ liên hệ với lại cô nhỏ một chút ha, Hải sẽ nói chuyện với nhỏ một chút rồi hãy cùng tâm sự với quý vị, rồi Hải cũng sẽ chia sẻ cái quy trình mà Hải đi Hatter đó, Hải cũng chia sẻ luôn trên cái video này luôn ha, để cho cô chú anh chị mình xem và theo dõi cái hành trình của Hải mà đi Sài Gòn, đi Phan Thiết, rồi Hải cũng chia sẻ luôn cho cô chú anh chị mình theo dõi nha. Dạ, bây giờ thì Hải đã đến nhà máy sản xuất Hector đây quý vị ơi. Đây quý vị này, địa chỉ hãy để lên xem nha. Đây, công ty cổ phần Lavi, nhà máy Lavi Bình Thuận quý vị ha. Lô 6, xịt 11, khu công nghiệp Phan Thiết, xã Phong Nẵm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đây quý vị ha. Thì, đó quý vị ơi, hôm nay thì có rất là nhiều anh chị, các nhà phân phối đến để mà cùng tìm hiểu cái quy trình sản xuất của Hector đông trùng hạ thảo đó quý vị ha. Đây, đây là nhà máy đó quý vị, đây là dĩa phía trước thôi, còn phía sau thì còn rất là rộng. Thì cũng rất là nhiều cô chú anh chị hỏi Hải rằng là sản phẩm này là sản xuất ở đâu ha, rồi là sản xuất quy trình nó như thế nào, công ty nó có uy tín hay không. Thì hôm nay Hải cũng đến đây xem cái quy trình và cùng tham gia với lại các anh chị đi hôm nay gọi là mình đi ra cái tour đó quý vị. Đây, do là Hải có con nhỏ đó quý vị, đáng lẽ là hai vợ chồng đi đó quý vị, nên là có con nhỏ nên là vợ Hải phải ở nhà chăm con, chứ hai vợ chồng đi vợ Hải bán thì vui hơn. Bởi vì năm ngoái thì vợ Hải cũng đi rồi quý vị. Năm nay thì Hải đi, Hải cũng chia sẻ lên kênh cuộc sống miền Trung của Hải, bởi vì rất là nhiều cô chú anh chị muốn là xem quy trình họ sản xuất thế nào nè, công ty nào uy tín không, thì Hải cũng chia sẻ đây quý vị. Vui lắm quý vị ơi. Đây là các anh chị cô chú nhà phân phối, các tổng đại lý rồi đại lý bán hàng và đặt chỉ tiêu của quý vị sẽ được đến đây để tham quan và trải nghiệm du lịch tại Phan Thiết Mũi Né đó quý vị ha. Vui lắm quý vị ơi, bởi vì đa số các anh chị bán hàng ở đây là trong câu lạc bộ Tony buổi sáng đó quý vị ha, không biết là quý vị có biết là Tony buổi sáng không. Xong chuẩn bị ở đây rồi, cái bắt đầu đi vô xem quy trình sản xuất quý vị ha, nấm đông trùng hạ thảo đó quý vị. Thứ nhất là phòng đóng gói, thứ hai là khu truyền thống để các anh chị lưu giữ kỷ niệm lại đây, thứ ba là phòng kiểm tra chất lượng và nghiên cứu phát triển, thứ tư là cái khu nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo, và đặc biệt là cái khu thứ năm là cái khu sản xuất sạch, có nghĩa là các anh chị sẽ nhìn thấy được cái chai collagen và cái chai sâm của mình rót như thế nào. Chút xíu nữa bây giờ hướng dẫn viên sẽ chia cho các anh chị ngay tại đây luôn, mình thành năm đoàn và các anh chị. Bây giờ mình chia ngẫu nhiên đi, em cũng không biết team nào theo team nào, nhưng tất cả các anh chị sẽ được đi toàn bộ nhà máy. Nhà truyền thống thì theo cái thảm đỏ ra cái cây
kia giúp em. Yeah, đây là chiếc nhạc GMP ấy quý vị ha. Wow. Dạ. Ở đây là ở trong phòng này mọi người được quay chụp thoải mái ạ. Dạ, dạ được quay phim đúng không anh? Dạ. Ok, chào mọi người, em là Thắng. Thì hôm nay em sẽ nhận cái vai trò đó là hướng dẫn mọi người tham quan cái phòng nấm của Levite ha. Thì hiện tại các anh chị đang đứng tại cái khu nuôi trồng nấm của Levite. Thì khu nuôi trồng nấm này thì nó sẽ trải dài từ cái phòng này là phòng đầu tiên và xuống thẳng xuống dưới tới hành lang luôn ạ. Thì các anh chị bước vào đây thì là cái phòng đầu tiên để cho cái nấm phát triển, đó là nuôi phòng cấy nấm. Thì cái phòng này yêu cầu đó là cái bảo hộ lao động của mình, cũng như là cái những cái yêu cầu bắt buộc như là rửa tay nè, bảo hộ lao động, để đảm bảo là cái việc là cái phòng này mình đảm bảo được cái điều kiện vô khuẩn cũng như là cái điều kiện sạch cho cái quá trình nuôi cây nấm ha. Nên anh chị thông cảm giúp em là khi mà anh chị vào thì tụi em cũng có phát và vệ sinh tay bằng cồn để đảm bảo là cái điều kiện sạch cho cái phòng ha. Thì đông trùng hạ thảo là một cái loại dược liệu rất là quý và là nó là một cái thành phần chính. Các anh chị thấy là tất cả các sản phẩm của Levite đều có cái thành phần chính đó là đông trùng hạ thảo. Vì vậy nên là Levite nuôi trồng và nghiên cứu những cái giống nấm cũng như là cái quy trình nuôi trồng để đảm bảo cho ra những cái giống nấm tốt và có năng suất cũng như là chất lượng tốt nhất. Thì như các anh chị thấy đây thì hiện tại là phương pháp cũng như là cái công nghệ nuôi cấy của Levite là nuôi cấy ở trong phòng thí nghiệm như thế này, là một cái bình này gọi là một cái phôi nấm. Thì ở trong đây nó chứa cái môi trường dinh dưỡng giống như là cái thành phần chính của nó là gạo lứt. Các anh chị tưởng tượng nó giống như là mình trồng cây vậy đó. Thì trồng cây là có phải là anh chị là gieo cái giống, cái hạt giống vào trong cái lòng đất đúng không ạ? Thì cái phôi nấm này nó tương tự giống như là đất của mình vậy đó. Thì nó chứa những cái dinh dưỡng cần thiết để cho nấm phát triển. Còn cái mà các anh chị thấy này, cái chị đang cấy vào trong cái phôi nấm thì nó tương tự giống như là cái hạt giống, thì là gọi là cái giống nấm. Mình cấy vào trong cái phôi nấm này để cho nó sử dụng cái dinh dưỡng ở trong phôi nấm này, nó phát triển thành cái cây nấm đông trùng hạ thảo mà các anh chị có thể thấy ha. Thì là ở Levite thì mình mô phỏng cái điều kiện nuôi giống như ngoài tự nhiên luôn, là cái gồm có hai cái giai đoạn chính, đó là giai đoạn nuôi tối, tức là tí nữa em sẽ dẫn các anh chị đi, là bao gồm là một cái phòng tối như thế này, là tức là hay mình hay gọi là đông trùng nữa các anh chị, là cái môi là cái mùa đông, đúng rồi, mùa đông là cái điều kiện nó tối và lạnh đó. Còn cái giai đoạn thứ hai đó là sau khi mùa đông là tới hạ thảo, là mùa hè, đó là nuôi với điều kiện là ánh sáng, nhiệt độ, không khí thích hợp để nó tạo cái bài thở nấm. Đó, thì sẽ có hai cái giai đoạn chính như vậy ha. Hiện tại ở năm ngoái các anh chị đi rồi thì năm nay Levite ngày càng mở rộng hơn với cái quy mô cũng như là cái năng suất và cái hoạt động nó nhiều hơn. Rồi vì vậy là cái diện tích cũng như là cái quy mô hoạt động nó cũng lớn hơn. Vì thế là Levite có trang bị một cái hệ thống gọi là cái hệ thống kiểm soát độ ổn định của cái phòng sáng. Thì hồi nãy em có giới thiệu là hai giai đoạn, đó là giai đoạn tối và giai đoạn sáng. Tuy nhiên là cái giai đoạn sáng á, nó là một cái giai đoạn chiếm cái giai đoạn sáng nó chiếm tới khoảng tầm hơn 80% cái thời gian mà mình trồng nấm, là nó khoảng từ 1.5 tháng tới hơn 1.5 tháng mình để nấm ở đó để nó phát triển sinh trưởng. Thì cái giai đoạn này rất là quan trọng, và ở đó thì tụi em kiểm soát những cái yếu tố như là nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Thì cái hệ thống điều khiển này được tụi em lắp đặt, nghiên cứu và lắp đặt để đảm bảo cho cái điều kiện là từng cái phòng, hiện tại mình đang có 6 phòng sáng, thì đảm bảo là từng phòng nó sẽ có những cái điều kiện nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm giống nhau hoàn toàn. Các anh chị đi trước, mình đi thẳng vào phía bên trong luôn để có thể là nhường đường cho một số các anh chị đi sau ạ. Sẽ đưa vô phòng tối ha. Mình đi vô phòng tối mình xem. Dạ đây. Dạ, mình tiến vào đi ạ. Cái này. Thì cái khu này là mọi người thấy là đi vô đây là lạnh hơn so với phía bên ngoài đúng không ạ? Là hay còn gọi là đông trùng á, tức là mình đang ở mùa đông của nấm đông trùng hạ thảo, giai đoạn mùa đông. Thì giai đoạn này thì các anh chị thấy là những cái cây này là tụi em là tủ lại hết. Những cái đó mà chưa tủ tức là chưa có được cấy giống nấm vào, đang chờ để cấy. Còn những cái mà mình tủ lại như thế này nè, thì tức là mình đang trong cái giai đoạn đó là ủ tối, hay hồi nãy có nói là giai đoạn nuôi tối đó. Thì là cái mục đích của giai đoạn này đó là mình tăng sinh cái lượng tơ nấm, tức là giống như cái cây
mà các anh chị thấy là nảy mầm thì nó phải ra cái bộ rễ trước, sau đó mới lên cái cây đúng không ạ? Thì ở đây cũng giống như vậy, thì nấm nó phải lan tơ để nó phát triển cái bộ rễ của nó, để nó ăn hết cái môi trường dinh dưỡng, sau đó thì nó phải phát triển được cái sợi nấm mà mình thấy á. Đó, thì tương tự như vậy, thì tụi em mô phỏng giống như là trong cái điều kiện tự nhiên luôn. Thì cái nhiệt độ là khoảng từ 16 đến 18 độ, và cái điều kiện là không có ánh sáng hoàn toàn, nên là phải, mặc dù ở phòng này tối nhưng mà đôi khi mở cửa ra mở cửa vô anh chị, nên là phải tủ lại hoàn toàn để không có cái việc mà ánh sáng chiếu vào nó sẽ làm gián đoạn cái quy trình nuôi của mình, là có thể là khiến cho cái quy trình cái quá trình mà phát triển của nấm nó không có được đồng đều nữa ha. Và tiếp theo là mọi người đến tới mùa hè ở La Vite, thì sau khi mà đông trùng thì bây giờ mình tới hạ thảo các anh chị. Phòng hồi nãy có nói là cái phòng nuôi sáng thì nó sẽ rất là lớn, nên các anh chị cứ đi thẳng và xuống phía dưới ha, nó rất là rộng. Các anh chị cứ đi thẳng xuống phía dưới, ở phía dưới là còn 4 phòng nữa, đủ cái không gian cho các anh chị là chụp hình check in luôn à. Cái phòng này ví dụ như thế này, dạ nó đang nuôi, nó nhỏ quá, nó mới li ti nó đang trong cái giai đoạn phát triển, thì khoảng cỡ tầm 2-3 tuần rưỡi rồi. Thì các anh chị đi một vòng sẽ thấy từng cái giai đoạn nó khác nhau, thì nó sẽ lớn hoặc là nó tăng sinh khác nhau ha. Ở phía dưới còn rất là rộng, mọi người cứ đi vào đi, ở dưới nó còn rộng lắm. Dạ đây quý vị ạ, đây là nấm đông trùng hạ thảo được nuôi cái này quý vị ha. Em nó hơi bị nháy này nha, là mình quay vô đây là nó nháy quá quý vị ạ. Mà quay ngược lại như đỡ nháy hơn. Chung là cỡ hồ trang để chụp tấm ảnh làm kỷ niệm quý vị ha. Xong rồi. Anh cho em hỏi là cái nấm này là nuôi cái được bao nhiêu ngày rồi nó mới như thế này? Cái này là khoảng một tháng rưỡi rồi. À, cái này là mình đã đem ra làm thành phẩm được chưa? À, gần được á, khoảng cỡ tầm 10 ngày nữa là được. 10 ngày nữa là được. Chứ nữa thì em sẽ cho mọi người xem cái thành phẩm của ngoài này. Dạ. Sẽ có những cái giống thành phẩm của ngoài. Chụp hết hay sao anh? Hay là chụp từng tốt? Xin phép là được rồi. Để hộp lại. Dạ rồi, anh chị ngồi đây về trước đi để cho nó tiếp. Em nãy giờ. Hôm nay thì hãy chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị ha. Quy trình hồi nãy giờ hãy cùng chia sẻ rộng lắm quý vị ơi. Mấy anh chị đi nói chung là vô đây thì đã được sắc khuẩn hết rồi ha. Nói chung là vô trong này có hình thái đẹp đảm bảo cũng như là cái kích thước nó tốt hơn, thì có thể là phân loại ra để cho cái sản phẩm sờ sấy các anh chị, do cái yêu cầu nó cao hơn so với những cái sản phẩm khác. Xa kìa luôn quý vị. Cứ liên tục nó là thường là sẽ không cắt trong lâu. Quay. Ok mọi người tranh thủ chụp hình, và những cái anh chị nào chụp hình xong mình có thể di chuyển ra phía bên ngoài giùm em luôn không ạ? Để cho một số cái anh chị khác á, mình chưa chụp hình mình có thể chụp nhanh và mình di chuyển ra bên ngoài, mình di chuyển qua sang phòng sản xuất thôi. Dạ. Dạ cô chú anh chị ơi, hãy bây giờ đến cái khu sản xuất của nhà máy quý vị ạ. Thì trong cái khu sản xuất này công ty họ không có cho quay video quý vị ơi, không cho chụp ảnh luôn. Bởi vì cũng sợ là một số anh chị vào trong này làm đôi lúc mình hứng quá rồi của mình khởi hậu trang ra hay gì đó quý vị. Mà ở trong này thì phải đảm bảo được cái an toàn về thực phẩm đó quý vị ạ. Nên là hãy cũng mong rằng cô chú anh chị thông cảm nha. Bởi vì sản phẩm Hector thì được xuất ngạch sang Nhật và Mỹ đó quý vị. Nên là cái tiêu chuẩn an toàn của nó rất là cao. Không khí trong này là được thanh trùng, rất là sạch sẽ quý vị ạ. Sản phẩm Hector thì cũng được chứng nhận FSSC quý vị ha, 22.000 đó. Thì đây là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế đó quý vị ạ. Hôm nay thì hãy không có quay được video quý vị, nhưng mà hãy cũng có cái video của công ty đó. Hãy sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình cùng xem cái quy trình sản xuất ra cái sản phẩm mà Hector đó quý vị ha. Và bây giờ thì hãy cũng xin mời cô chú anh chị mình cùng theo dõi luôn ạ. Ở đây quy trình rất là nghiêm ngặt quý vị ha. Đông trùng hạ thảo Hector là một loại nấm dược liệu được cấy giống và sản xuất trong phòng thí nghiệm để thay thế cho đông trùng hạ thảo tự nhiên đang ngày càng khan hiếm. Đông trùng hạ thảo loại nuôi cấy cũng giống như tự nhiên là một loại nấm ký sinh trên thân côn trùng vào mùa đông, và khi mùa hè đến, chúng hút cạn dinh dưỡng từ ấu trùng để phát triển thành cây nấm. Trước tiên phải tạo tế bào gốc bằng cách cấy giống đông trùng hạ thảo vào các lọ cơ chất
chuyển mô cấy tới phòng tối và đảm bảo điều kiện môi trường nuôi cấy đạt độ ấm, nhiệt độ và các loại chất cần được kín để thực hiện ủ giống. Đây là quy trình mô phỏng quá trình ủ đông trong tự nhiên. Sau khoảng thời gian nhất định, các sợi nấm sẽ phát triển toàn bộ bề mặt của môi trường sinh khối. Lúc này sẽ chuyển tất cả các loại cơ chất sang phòng sáng để kích thích tạo quả thể. Đông trùng hạ thảo đúng tuổi thu hoạch sẽ được phân loại, kiểm tra và mang đi sấy để đảm bảo các chỉ tiêu đầu vào trước khi sản xuất. Tất cả nhân viên đều phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy tắc về vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi vào khu vực sản xuất tại nhà xưởng đạt tiêu chuẩn châu Âu. Đông trùng hạ thảo được điều chế với các thảo dược khác theo công thức sáng tạo. Ngoài đông trùng hạ thảo là thành phần chủ đạo, các sản phẩm của Hector còn được phối hợp với collagen hoặc các dược liệu khác như đẳng sâm, chùm ngay, đinh lăng. Sản phẩm được chiết rót, đóng nắp, tiệt trùng theo một quy trình khép kín cùng hệ thống máy móc tự động với năng suất cao. Là thương hiệu đông trùng hạ thảo đầu tiên trên thị trường có sản phẩm dạng nước giúp hấp thu dưỡng chất hiệu quả nhất và vô cùng tiện dụng với người tiêu dùng. Hector, sản phẩm Việt trồng trên đất Việt bởi chính những con người Việt Nam. Hector bảo vệ sức khỏe, sức trẻ, gia đình Việt. Phải mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Rồi, vẫy tay mạnh lên. Cao Minh Tuấn, giám đốc chuỗi cung ứng. Và ngày hôm nay, đặc biệt ngay trên sân khấu này, xin mời tất cả các anh chị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón trai đẹp, sáu múi, diễn viên, vận động viên Nhan Phương Vân. Vâng, diễn viên vận động viên Nhan Phương Vân sẽ có những chia sẻ với tất cả chúng ta. Xin chào Nhan Phương Vân ạ. Xin chào mọi người. Xin chào Hector. Năng lượng của mọi người đâu? Sẵn sàng chưa? Ok, ngày hôm nay rất vui khi mà được đến đây cùng với tất cả mọi người. Chúng ta sẽ có một buổi sáng tràn đầy năng lượng với Hector, với một cung đường chạy rất là tuyệt đẹp ở Phan Thiết này. Và bây giờ thì chắc là hỏi đáp tí nhỉ? Dạ vâng ạ. Anh Nhân Phúc Minh sẽ lên đây để chia sẻ với tất cả các chị về kinh nghiệm chạy bộ
một vận động viên chuyên nghiệp là như thế nào? Vâng. À, không chuyên nghiệp đâu mọi người, cũng không chào thôi, nhưng mà tại vì bản thân Vinh thì cũng thích chạy bộ, thích thể thao. Dạ quý vị ơi, sau khi mình coi nhà máy cũng trải nghiệm du lịch ở tại Mũi Né Phan Thiết thì có chương trình chạy cùng với lại Hector đó quý vị. Rất là đông vui. Ok. Ôi, tư. À, ok. Xin chúc mừng số biết 3207 anh Võ Văn Hải. Xin mời anh vị trí thứ nhất. Dạ. Và một lần nữa xin chúc mừng anh các tổ chức ạ. Được trao lại cúp vinh quang từ liên 3 km dành cho anh Võ Văn Hải. Một tràng pháo tay. Dạ, quý vị ơi, hôm nay hãy chạy được thành tích là về vị trí số 1. Hôm nay cũng rất là vui quý vị. Cũng hãy đi thay cho vợ, bởi vì là vợ hãy bận việc ở nhà đó. Nhưng mà chạy thì nói chung trước đây hãy cũng ít chạy lắm quý vị. Hãy mới tập chạy cái đây cũng một tuần thôi. Mà hôm nay được giải rất là vui. Thì đây là cái giải chạy Hector Run. Nói chung là vui lắm quý vị ơi. À, thì cũng nhờ là cái sản phẩm Hector đó quý vị. Sáng dậy mệt mệt đây hãy uống, hay giờ cũng đang ở khách sạn đây, hãy uống, thường uống cái này để tập thể dục á đó. Nên là cô chú anh chị mà ai mà mua sản phẩm Hector thì cũng an tâm rồi ha. Hãy cũng đã chia sẻ quy trình sản xuất đến tại nhà máy ở tại Bình Thuận. Đây là một công ty cũng rất nổi tiếng quý vị. Hàng đã xuất nhập sang Mỹ và Nhật. Quý vị biết rằng sang hai cái nước đó thì nó khó khăn như thế nào ha. Thì bây giờ hãy cũng đang ở Bình Thuận quý vị. Hôm nay thì nói chung là cái chuyến trải nghiệm này thì cũng đến gần 4 ngày rồi quý vị ơi. Hôm nay hãy quay về lại miền Trung, quay lại ở đây là Bình Thuận ở miền Trung rồi, quay lại về Củ Nam Đà Nẵng để mà sớm ra làm cái thủ tục đưa hai mẹ con của mình đi trung tâm hỗ trợ xã hội quý vị. Đây là để gì đây ta? Gần đây không biết có khán giả ở gần đây không. Đây là nhà nghỉ, đây là khách sạn 5 sao ha, Sentara đây. Đây quý vị ha. Nói chung là rất là vui quý vị ơi. Không còn gì để tả nữa. Nói chung lần đầu tiên hãy chạy đó quý vị. Hãy tập cỡ khoảng 1 tuần 10 ngày vậy mấy. Cũng nhờ cái sản phẩm Hector Sum đó quý vị, nó hỗ trợ rất là tốt cho sức khỏe. Hãy nó chạy khỏe được như vậy đó. Đó, hôm nay được về giải nhất đó. Chạy mấy trăm người quý vị, đông lắm chứ phải là. Dạ xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video nha. Thì chuyến này hãy về thì hãy sẽ ra làm thủ tục sớm để đưa cô mình đi trung tâm hỗ trợ xã hội quý vị. Gần đây thì cô chú anh chị nhiều người nói là hãy đi đâu quý vị, thì hãy đi vô đây để mà tham quan nhà máy này, để biết quy trình sản xuất cái sản phẩm mà vợ hãy đang bán đó quý vị ha. Dạ, xong cái chuyến này thì hãy về là hãy sẽ đi ra lại nhà của mình. Dạ. Còn vừa rồi quý vị thì hãy cũng đi Củ Ngãi mất 3 ngày. Nói chung là hãy nói là sau lễ 30/4 1 năm là hãy sẽ ra của mình đó, nhưng mà hãy bận việc trên Củ Ngãi mấy ngày, 3 ngày rồi ra ngoài này, rồi trúng thứ bảy chủ nhật nữa là không, bên chính quyền địa phương họ không làm việc đó. Nên là chuyến này thì hãy về, hãy sẽ ra sớm để cùng chia sẻ đến cô chú anh chị theo dõi nha. Xin chào, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều, xin cảm ơn.